bạn đã quay trở lại với Etiquette TV. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp hai loại máy bay. Một loại máy bay là máy bay lượn, một loại máy bay đơn giản và để làm đồ chơi rất là vui và hay. Loại máy bay thứ hai là loại máy bay phản lực, máy bay chiến đấu. Máy bay phản lực, máy bay chiến đấu thì lượn ít nhưng mà độ phóng xa rất là xa và rất là cao. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với máy bay lượn, loại bay đơn giản các bạn nhé. Rồi chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ chuẩn bị giấy là một tờ giấy A4. Các bạn theo dõi mình làm nhé. Bước đầu tiên chúng ta gấp dọc tờ giấy A4 lại làm đôi, chia đôi theo chiều dọc các bạn nhé. Để máy bay lượn được tốt thì các bạn phải gấp làm sao cho thật là cân đối thì máy bay sẽ lượn được nhiều, được lâu trên không. Rồi cái tiếp theo chúng ta mở ra. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp ngay góc vuông này, ngón tay cái chúng ta sẽ giữ ở ngay đường trục giữa của cái tờ giấy A4 mình đã chia. Các bạn lưu ý là để máy bay lượn được lâu trên không và bay cao trên không thì chúng ta xếp càng cân đối thì máy bay sẽ lượn được lâu và xa ở trên không hơn các bạn nhé. Bước thứ hai, chúng ta gấp theo mép này. Giữa tờ giấy A4 là luôn luôn thẳng hàng, luôn thẳng hàng. Tiếp tục chúng ta gấp mép bên này vô góc này, vô ngay đường giữa và chờ lại một khoảng 2 cm từ đây xuống đến góc này bạn để. Bên này tương tự, tiếp theo chúng ta lật cái này lên, lật cái mũi nhọn này lên. Bẻ ngược ra. Phần cánh chúng ta gấp mép này song thẳng hàng với trục giữa, bằng mép giữa. Cánh còn lại tương tự. Chỗ này chúng ta bóp sát cạnh lại các bạn nhé.
tiếp theo, chúng ta dùng kéo cắt một đoạn từ mép này xuống dưới này. Chúng ta đưa này lên trên như thế này. Chúng ta có băng keo hai mặt, chúng ta sẽ dán ở đây và dán ở đây thì nó bay cố định và nó lượng được nhiều hơn các bạn nhé. Như thế này, vậy là máy bay lượn chúng ta đã hoàn thành. Mẫu máy bay thứ hai, máy bay phản lực, chúng ta cùng theo dõi. Chúng ta cũng cần có một tờ giấy A4. Bước đầu tương tự cái mẫu của máy bay lượn, gấp đôi tờ giấy A4 theo chiều dọc. Bước tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự của cái máy bay lượn, ta gấp vuông góc. Góc bên này tương tự. Tiếp theo, ta gấp theo chiều ngang. Bước tiếp, chúng ta gấp góc này, góc nhọn này chạm với mép này của tờ giấy ở ngay trục giữa của tờ giấy A4 như thế này. Tiếp theo chúng ta gấp ngược cái mép nhọn này ra ở cái đường gấp đầu tiên. Bạn hình dung ra chưa? Ngay đường gấp đầu tiên như thế này. Bây giờ chúng ta lật ốp lại. Các bạn để ý với để ý bước này nhé. Các bạn chú để ý bước này nhé. Chúng ta cầm ngay góc góc này ở đây, chúng ta gấp sao cho cái mép này thẳng trục giữa của tờ A4. Còn mấy chỗ này kẻ nữa nhé, chút xíu thì mình sẽ vuốt xong. Nó thẳng và chúng ta vuốt này trước. Tiếp theo chúng ta kéo thế này, đường mép này cũng thẳng với trục giữa tờ giấy A4.
hàng trục. Phần bên này tương tự. Tiếp theo chúng ta mở cái miếng giấy này lên, bên này cũng vậy luôn, ta gấp một đường, đường này mình gấp thẳng nếp nhé, thẳng hàng với trục giữa. Và bên dưới này gấp ngược lên, thẳng hàng với trục giữa. Và chúng ta mở ra. Bây giờ chúng ta đã có hai nét gấp. Chúng ta gấp theo hai nét này. Và bên này chúng ta cũng làm tương tự, gấp tạm nếp thẳng với trục giữa, đường trên và đường dưới ngược lên. Theo chúng ta ốp lại, ốp tất cả lại theo đường trục giữa. Đến phần cánh chúng ta gấp, phần góc này sẽ tiếp giáp với góc với cái mép này nhé, các bạn để ý này. Các bạn thấy không?
góc này, gấp xuống là gần chạm với cái mép bên này, nó có hơi lệch nhau một chút xíu nhé. Phần cánh còn lại tương tự. Đến đây ta dùng kéo, ta cắt một đường thẳng ở đây. Và một đường chéo. Gần 1 cm. Chúng ta gấp phần này lên khoảng 1 cm. Trở lại bên này cũng vậy. Nhỏ đây chúng ta cũng gấp lên. Bên này tương tự. Rồi chúng ta sẽ mở cái cánh ra. Chỉnh này thẳng lên các bạn nhé. Gió luồn vô đây vì nó là máy bay phản lực nên là nó phi rất là nhanh, không có lượn. Tiếp theo chúng ta cắt một đường cũng từ dưới này lên. Trên như cái máy bay hồi nãy nha các bạn, gấp theo đường nếp gấp. Cái này ta cũng tạo cho nó có cái vùng tròn. Để gió có thể luồn vô trong. Bây giờ chúng ta đã có cái máy bay phản lực rồi các bạn nhé. Máy bay phản lực của chúng ta đã hoàn thành. Khi chơi, mình cũng chơi tương tự như là cái máy bay tàu lượn. Ta cũng cầm hai ngón tay ở đây. Ta phi lên trên không một góc khoảng 45 độ. Rồi thả ra. Tốc độ của cái này cực kỳ cao. Còn tốc độ của cái máy bay lượn này không cao nhưng có độ nhào lộn, độ lượn trên không. Ok, vậy là video hướng dẫn hai mẫu máy bay ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và có một trò chơi thật là vui, thật là bổ ích. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.